d cảnh giới của thức ấm một chấp có nguyên nhân chân thường kinh văn thị danh đệ nhất lập sở đắc tâm thành sở quy quả vi viễn viên thông bối niết bàn thành xanh ngoại đạo chủng việt dịch đây là dạng thứ nhất lập nên tâm sở đắc thành cái quả sở quy nên trái xa tính viên thông ngược hướng niết bàn sinh ra hạt giống ngoại đạo Dạng đây là dạng thứ nhất lập nên tâm sở đắc. Đây là dạng thứ nhất cho rằng có một nơi để trở về do căn cứ trên ý tưởng có điều để chứng đắc. Tông chỉ đó hoàn toàn sai lầm, sai điểm nào là hành giả nên trái xa tính viên thông, vĩnh viễn xa rời tính viên thông. Những gì hành giả quan niệm đều hoàn toàn trái ngược với việc tu tập nhĩ căn viên thông qua công phu phản văn văn tự tánh và nhập lưu vong sở tại sao vì anh ta đã phát khởi sự vọng chấp ngược hướng niết bàn nên anh ta đi ngược hướng với thành niết bàn bốn thành phố lớn nhất của niết bàn là gì đó là nơi có đầy đủ bốn đức của niết bàn thường lạc ngã tịnh sinh ra hạt giống ngoại đạo do lập nên cái nhân chẳng phải là nhân hành giả đã dính mắc với tà thuyết ngoại đạo do vì thuyết lập ra giống như thuyết minh đế của ngoại đạo ta tỷ ca la nên anh ta thành quyến thuộc của chúng